Dân tộc Ba Na có hơn 135.000 người cư trú ở tỉnh Kon Tum và miền Tây hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Người Ba Na thờ nhiều thần linh và quan niệm con người chết đi hóa thành ma. Ban đầu ma ở bãi mộ của làng, sau lễ bỏ mả ma mới về hẳn với thế giới tổ tiên. Các tượng đặt ở nhà mồ là nô lệ cho linh hồn người chết. Người Ba Na sinh sống chủ yếu vào nghề trồng trọt trên nương rẫy. Rẫy cung cấp không những lúa gạo mà cả các loại lương thực hoa màu khác. Nhạc cụ của người Ba Na đa dạng và phong phú, đa số được làm bằng vật liệu địa phương như gỗ, tre, nứa, quả bầu, vân vân. Và nó không chỉ phục vụ cho những ngày lễ, ngày vui mà còn là phương tiện để trai gái giải bày tâm sự. Thank you.
người Ba Na có những bộ cồng chiêng kết cấu khác nhau và là nhạc cụ chính cho những ngày vui lễ hội trong bản.